À, chào các bạn điều dưỡng. Thì à, tiếp tục theo chương trình thở máy của điều dưỡng thì à, tôi xin nói cái bài thứ hai à, đó là bài à, các thông số máy thở cơ bản. À, thì như các bạn biết à, đối với điều dưỡng chúng ta thì à, khi chúng ta nhìn vô màn hình máy thở chúng ta rất là lo sợ là bởi vì à, trên màn hình máy thở nó có rất nhiều cái thông số à, rất nhiều các phím và các nút. Thì à, mục đích của bài giảng hôm nay là để à, chúng tôi sẽ giải thích cho các bạn hiểu à, những cái thông số nào là những cái thông số mà chúng ta cài đặt, à, chúng ta theo dõi và có những cái chức năng gì ở trong cái màn hình của máy thở đó. Thì à, về mặt giao diện của máy thở đó thì à, nó có thể chia làm bốn nhóm sau đây. Nhóm thứ nhất là nhóm các thông số để mà cài đặt thông số cho bệnh nhân. Nhóm thứ hai là nhóm những thông số mà máy thở đo đạt những cái à, mà chúng ta đã cài đặt cho bệnh nhân để mà làm mục đích là để theo dõi à, cái à, nhóm thứ ba là nhóm chúng ta sẽ cài đặt những giới hạn báo động à, trong những tình huống mà à, những thông số mà cài đặt của chúng ta đó mà nó ra ngoài khỏi giới hạn thì máy thở sẽ báo động giúp cho cái người sử dụng đó biết được là tình trạng à, của bệnh nhân à, đang ở ngoài cái giới hạn bình thường và cuối cùng là một số chức năng khác giúp cho cái người điều dưỡng có thể theo dõi có thể quan sát được cho nó tốt hơn. À tuy nhiên thì muốn hiểu được các thông số thở máy đó thì các bạn phải biết được cái chế độ thở máy. Thì đối với một cái máy thở mà hiện đại như những cái máy thở mà chúng ta đang sử dụng hiện tại tại đó thì phải nói là có rất nhiều cái chế độ thở máy à, nhưng mà trong cái nội dung của bài hôm nay à, chúng tôi chỉ xin trình bày những cái chế độ thở máy gọi là cơ bản thôi những chế độ thở máy mà à, rất là thường sử dụng cho bệnh nhân thôi còn những chế độ thở máy mà cao cấp á, thì đòi hỏi phải rất nhiều kiến thức thì các bạn mới có thể nắm bắt được à, về chế độ thở máy cơ bản thì à, như các bạn biết thì chúng ta sẽ phải giúp thở cho một bệnh nhân từ lúc bệnh nhân À, đang trong tình trạng rất là nặng, à, hầu như không có cái lực tự thở, không có những cái nhịp hô hấp gì cả. À, cho đến à, khi bệnh nhân cải thiện triệu chứng lâm sàng, bệnh nhân bắt đầu thở lại và bệnh nhân phục hồi hoàn toàn à, các cái lực tự thở, à, rồi chúng ta cai máy. Cho nên là về phía các chế độ thở máy cơ bản đó, thì nói chung thì sẽ chia làm 3 nhóm chính. Nhóm thứ nhất là nhóm thở máy chế độ kiểm soát hay là trên máy thở thì chúng ta thường hay à, thấy cái chữ gọi là control. thì à, cái nhóm này là chủ yếu là dành cho những bệnh nhân mà hầu như là không tự thở à, hoặc là ngưng thở hoàn toàn. À, nhóm thứ hai là cái nhóm mà à, gọi là chế độ thở hỗ trợ. thì trong chế độ này thì bệnh nhân đã tự thở được một phần. À, thì à, chủ yếu trong chế độ này là chế độ SIMV và cái chế độ thứ ba là cái chế độ gọi là tự thở tức là đây là những trường hợp mà những bệnh nhân đã gần như hồi phục hoàn toàn cái sức cơ hô hấp à, à, gần như là đã, đã được cai máy rồi thì à, chúng ta có thể à, thấy là trong cái mốt thở này thì có những cái mốt như là à, hỗ trợ áp lực tức là pressure support hoặc là CPAP à, về ứng dụng lâm sàng đó thì cái mốt thở kiểm soát thì chúng ta sẽ dành cho hai đối tượng một đối tượng thứ nhất là bệnh nhân là ngưng thở hoàn toàn hay là bệnh mình ta gọi là bệnh nhân không tự thở đó và những bệnh nhân có thể là còn tự thở nhưng mà chúng ta cần phải ức chế cái hô hấp của bệnh nhân để chúng ta giúp thở theo kiểu thở kiểm soát thì đó là những bệnh nhân chẳng hạn như là gây mê những bệnh nhân nặng chúng ta cần phải có sự đồng bộ giữa bệnh nhân với máy thở chúng ta dùng những thuốc ức chế hô hấp như thuốc an thần như thuốc giãn cơ chẳng hạn đó là những bệnh nhân mà thuộc đối tượng là thở kiểm soát À, chúng ta sẽ dùng những mốt thở như là Control Hoặc là các anh chị thấy ở trên máy thở nó có chế độ thở là A trên C Tức là Assist Control à, Nhóm thứ hai là cái nhóm mà chúng ta giúp thở theo kiểu thở hỗ trợ à, Tức là SIMV đó Thì à, trong cái mốt thở này thì một phần à, Cái à, hô hấp đó là do bệnh nhân tự à, kiểm soát Và máy thở chỉ hỗ trợ một phần thôi Thì à, cái chế độ này gọi là chế độ SIMV và cái máy thở thứ ba là mất thở gọi là tự thở đó, à, chẳng hạn như là hỗ trợ áp lực (pressure support) thì à, bệnh nhân kiểm soát nhịp thở hoàn toàn, à, máy thở chỉ hỗ trợ một ít thôi, chẳng hạn như mỗi máy thở chỉ hỗ trợ một ít áp lực ở thì hết vào à, để cho các nhịp tự thở bệnh nhân nó tăng cái thể tích khí lưu thông lên nó đạt hiệu quả hơn à, về cái quá trình thở máy đó thì như nó thấy ở đây một bệnh nhân trong trong tình trạng nặng chúng ta cần kiểm soát tất cả các cái thông số thở máy thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân thở máy chế độ A trên C hay là control à, sau khi bệnh nhân tự thở được à, một cái lực thở khá hơn chẳng hạn như là 20 phần trăm lực tự thở bệnh nhân à, máy thở chỉ hỗ trợ một phần còn lại thôi thì lúc đó chúng ta sẽ chuyển bệnh nhân sang chế độ thở simv à, khi mà chúng ta cho bệnh nhân thở simv thì chúng ta sẽ giảm dần À, sự hỗ trợ của máy thở à, khi mà bệnh nhân có cái lực tự thở tăng dần đó và cho đến một lúc à, cái lực tự thở bệnh nhân đã rất là nhiều rồi chiếm đến bảy tám phần rồi thì chúng ta có thể chuyển sang một chế độ thở à, gọi là tự thở đó thì chúng ta chuyển sang chế độ thở hỗ trợ áp lực à, lúc này là bệnh nhân kiểm soát gần như hoàn toàn cái nhịp thở và chúng ta sẽ à, cài chế độ thở áp lực cho đến lúc bệnh nhân tự thở hoàn toàn được 100% thì chúng ta sẽ rút ống nội khí quản và cai máy thở. Thì các anh chị cũng thấy là trên cái máy thở đó chúng ta có rất là nhiều cái mode thở để chúng ta chọn lựa. À, cái phần thứ hai là chúng ta sẽ nói về các cái thông số cài đặt mà đây là những thông số hết sức là cơ bản thôi. À, để cho điều dưỡng chúng ta có thể hiểu được. Thì à, cái thông số đầu tiên mà tôi sẽ nói đó là nồng độ oxy thì như các bạn biết ở phần thứ nhất đó thì chúng ta biết là một cái máy thở chúng ta sẽ phải sử dụng hai cái nguồn khí một là nguồn khí khí nén hay là là từ cái khí 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 trời đó thì nồng độ oxy nó là 21% và thứ hai là chúng ta dùng cái nguồn khí oxy thì khi đó chúng ta sẽ trộn cái khí trời và khí oxy để tạo được một cái hỗn hợp khí mà hỗn hợp khí đó là cái nồng độ có thể từ 21 đến 100 trăm như vậy thì tùy theo cái tình huống lâm sàng tùy theo cái độ nặng của bệnh nhân mà chúng ta sẽ chọn cái nồng độ oxy như thế nào à, nhưng mà đại khái là những bệnh nhân mà lúc ban đầu bệnh nhân rất là nặng đang trong tình trạng tím tái hoặc là những bệnh nhân mà mới vừa hồi sức ngưng thở ngưng tim mới vừa đặt nội khí quản thì các bạn có thể chọn nồng độ oxy ban đầu là 100% sau đó chúng ta sẽ giảm dần à, tùy theo đáp ứng lâm sàng của bệnh nhân. Còn những bệnh nhân mà ban đầu trong tình trạng rất là ổn định à, chỉ có à, thở yếu thôi chứ à, cái à, chức năng tim phổi vẫn còn tốt thì chúng ta có thể là chỉ cần cài đặt nồng độ oxy si khoảng chừng 30 40% là đã đủ. À, vấn đề uh, quan trọng là ngay sau khi mà cài đặt ban đầu như vậy á, Thì chúng ta sẽ có một cái biện pháp gì đó để theo dõi cái đáp ứng uh, Về cái việc là uh, bệnh nhân nó cải thiện cái uh, oxy hóa máu như thế nào Thì cái phương tiện trên lâm sàng mà chúng ta hay thường xuyên Để mà theo dõi cái đáp ứng về oxy hóa máu đó Là cái máy đo độ bỏ oxy Tức là đo SPO2 Như vậy thì cái mục tiêu ban đầu đó sau khi chúng ta gắn bệnh nhân vào máy thở thì SPO2 đạt khoảng từ 88 đến 95% là à, chấp nhận được. À, thông thường đó thì à, khi mà sau khi mà cài đặt máy thở xong à, thì chúng ta sẽ phải thử khí trong máu để xác định cái PaO2 tức là áp lực riêng phần của oxy trong máu động mạch à, để xác nhận xem cái cài đặt nồng độ oxy chúng ta đã đủ hay chưa thì thông thường à, điều dưỡng chúng ta sẽ thực hiện cái khí máu động mạch khoảng chừng 30 phút sau khi gắn bệnh nhân vào máy thở à, thì chúng ta mới à, lấy cái khí trong máu để mà đo à, cái pao 2 à, Trong các cái nồng độ oxy mà chúng ta cài đó, thì các à, anh chị điều dưỡng cần phải lưu ý là à, có một cái ngưỡng mà à, theo rất là nhiều cái à, hướng dẫn đó là cái ngưỡng mà có khả năng gây ra ngộ độc oxy. Đó là khi nồng độ oxy chúng ta trên 60% thì à, nói cách khác là khi chúng ta sử dụng nồng độ oxy trên 60% thì chúng ta phải lưu ý à, những bệnh nhân này để làm sao dùng những biện pháp gì đó để mà có thể giảm bớt dần để mà cái nồng độ oxy chúng ta cài đặt là không quá 60% để ít ảnh hưởng đến cái khả năng gọi là ngộ độc oxy cho bệnh nhân. Cái thông số thứ hai là thông số chúng ta cũng à, là một thông số rất là quan trọng đó là cài đặt tầng số thở hay là cách khác là bao nhiêu nhịp thở trong một phút. Thì như vậy thì các bạn biết đó, thì đối với lại con người đó, thì chúng ta nhớ là những cái người mà càng nhỏ tuổi thì là cái tần số nó càng cao và khi mà tăng tăng dần cái lứa tuổi lên thì cái tần số sẽ giảm dần. Tức là tần số sẽ cao nhất là ở lứa tuổi sơ sinh và sẽ thấp nhất là ở người lớn như vậy thì cái tần số cài đặt ban đầu đó thì thông thường ở trẻ sơ sinh khoảng chừng 40 lần phút ở trẻ nhũ nhi chừng 25 đến 30 lần một phút trẻ lớn hơn thì là 20 đến 25 lần phút còn ở người lớn hay là trẻ lớn thì thông thường à, chúng ta sẽ cài à, cái tần số khoảng chừng 12 tới 16 lần một phút các bạn cũng lưu ý là à, những cái bệnh lý khác nhau thì có thể sẽ cài những tần số khác nhau tôi lấy ví dụ như một người lớn bình thường à, không có tổn thương phổi gì chẳng hạn như những bệnh nhân bị ngộ độc à, thuốc an thần chẳng hạn thì chúng ta cài tần số là 15 lần một phút. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân có những cái bệnh lý à, tại nhu mô phổi gây ra giảm cái độ giãn nở phổi tức là giảm con gian phổi đó thì thường là chúng ta sẽ cài tần số cao hơn. À, và đặc biệt các anh chị cũng cần phải lưu ý là những bệnh nhân mà có những cái bệnh lý về tắc nghẽn đường thở tức là tăng resistance đó thì tần số thở thường phải thấp như vậy thì uh, thí dụ một người bị bệnh COPD thì có thể là tần số thở giảm chỉ còn khoảng 8 tới 15 lần một phút mà thôi. À, cái uh, thứ ba là chúng ta uh, sẽ tìm hiểu thời gian của một chu kỳ thở. Thì uh, như các bạn biết thì thời gian một chu kỳ thở sẽ là uh, cái uh, tỷ số giữa cái 60 với lại chia cho cái tần số thở. Tôi lấy ví dụ như chúng ta cài đặt tầng số thở là 15 lần một phút như vậy thì cái thời gian một chu kỳ thở sẽ là 60 tức là một phút có 60 giây chia cho 15 như vậy thì một cái nhịp thở chúng ta sẽ kéo dài trong thời gian là 4 giây đó là thời gian của toàn bộ một chu kỳ thở thì như các bạn cũng biết một chu kỳ thở sẽ bao gồm hai thì à, cái thì thứ nhất là thì hít vào thì chúng ta hay gọi à, cái đó là gọi là ti tức là thời gian hít vào và cái thì gọi là thì thở ra tức là gọi là thời gian thở ra tức là te vậy thì uh, thời gian tỷ lệ giữa thời gian ti và thời gian te đó thì chúng ta gọi là tỷ lệ uh, thời gian hít vào và thở ra đó thì bình thường uh, đối với những cái bệnh nhân mà không có bệnh lý gì ở tại uh, phổi đó thì chúng ta sẽ cài đặt cái tỷ lệ này là y trên e bằng 1 trên 2 À, chẳng hạn như những bệnh nhân bị bệnh lý thần kinh trung ương như là viêm màng não, viêm não hoặc những bệnh nhân bị à, những tình trạng bị ngộ độc, những bệnh nhân hậu phẫu chẳng hạn thì chúng ta sẽ cài cái nồng độ oxy, xin lỗi, sẽ cài cái tỷ lệ thời gian hết vào thở ra là y e là 1 trên 2. À, những bệnh nhân mà có bệnh lý tắc nghẽn như là hen, suyễn hay là COPD đó thì đặc biệt là cái thời gian thở ra rất là quan trọng đối với bệnh nhân là bởi vì À, cái đường thở co thắt cho nên bệnh nhân cần cái thời gian thở ra kéo dài hơn à, do đó những trường hợp đó thì chúng ta sẽ cài tỷ lệ trên e là 1 trên 3 à, cho đến 1 trên 4 hoặc có thể dài hơn à, đặc biệt là những bệnh nhân có những bệnh lý giảm cái độ giãn nở phổi như là những bệnh nhân là phù phổi hay là ARDS hay là ngạt nước nhân dân đó những trường hợp này à, đôi khi các bác sĩ sẽ cài tỷ lệ trên e là nó đảo ngược tức là thời gian tỷ y sẽ kéo dài hơn thì trong những trường hợp đó thì chúng ta có thể cài tỷ lệ y trên e là 1 trên 1,5 hoặc 1 trên 1 nhân dân. Thì đây là cái hình để mà mô tả những cái tỷ lệ y trên e, à, khi mà cài đặt. À, chúng tôi cũng xin nhắc lại là những bệnh nhân mà không có tổn thương phổi như những bệnh nhân ở bệnh lý thần kinh trung ương, thần kinh cơ, ngộ độc, hậu phẫu nhân dân thì chúng ta sẽ cài tỷ lệ y trên e là 1 trên 2. Còn những bệnh nhân bị bệnh lý tắc nghẽn đường thở như hen suyễn, COPD chẳng hạn thì chúng ta sẽ cài ưu tiên thời gian thở ra tức là y trên e sẽ là 1 trên 3 hoặc 1 trên 4. Còn những bệnh nhân bị bệnh lý tại phế nang như là viêm phổi, phù phổi, ARDS thì tỷ lệ ne có thể đảo ngược mà tối đa thì có thể là đến 1 trên 1. Các thông số quan trọng nhất trong chế độ thở máy ở người lớn đó là gọi là thể tích khí lưu thông. À, thể tích khí lưu thông là nôm na là thể tích mà mỗi cái nhịp thở thì máy sẽ à, bơm vào phổi bệnh nhân à, thì cái thể tích khí lưu thông này chúng ta sẽ tính theo cân nặng lý tưởng tức là cân nặng lý tưởng thì chúng ta sẽ tính theo à, chiều cao và giới tính của người bệnh thì à, đối với một cái người bình thường không có bệnh lý ở nhu mô phổi thì cái thể tích khí lưu thông thường thường là khoảng là tám ml cho một kg cân nặng lý tưởng trong khi đó những bệnh nhân mà bị giảm cái độ giãn nở phổi như là viêm phổi như là phù phổi chẳng hạn thì người ta sẽ cài đặt thể tích khí lưu thông thấp hơn ở mức khoảng 60 lít kg cân nặng lý tưởng à, để tính cái cân nặng lý tưởng đó thì người ta sẽ cho mình một cái công thức à, dựa vào cân nặng và dựa vào chiều cao à, đối với nam thì chúng ta sẽ À, áp dụng công thức ở phía trên tức là 50 cộng cho 0,91 nhân với chiều cao trừ 152,4 à, sẽ ra cân nặng là bao nhiêu ký đó còn nữ thì chúng ta sẽ áp dụng công thức phía dưới à, tuy nhiên thì à, hiện tại bây giờ thì có rất là nhiều cái máy thở mà trong đó nó có cái chức năng là để tính toán cân nặng lý tưởng cho người bệnh à, mà sau này thì chúng tôi sẽ à, trình bày cho các bạn ở cái phần cài đặt ban đầu thì chúng tôi sẽ trình bày với bạn cách để mà chúng ta làm sao để có cân nặng à, lý tưởng hay cân nặng dự đoán của bệnh nhân à, đặc biệt là những à, khi chúng ta sử dụng những cái máy thở mà à, nó chưa có tính năng đó thì chúng ta có thể sử dụng cái bảng sau đây ở cái bảng này chúng ta thấy là à, chúng ta sẽ tính theo à, chiều cao của người bệnh rồi tính theo giới tính người bệnh à, và chúng ta muốn là bao nhiêu lít ký thí dụ như 6 lít ký hay là 80 lít ký để mà chúng ta À, cho cái thể tích giao thông nó tính ra thể tích giao thông luôn ở đây à, tôi lấy hai ví dụ sau đây ví dụ thứ nhất là có một à, phụ nữ à, chiều cao là 1 m năm và à, ngộ độc thuốc an thần chẳng hạn thì chúng ta thấy à, chúng ta sẽ đưa cái chiều cao ở đây là 1 m năm rồi chúng ta thấy là bệnh nhân bị ngộ độc thuốc an thần cho nên là thường là phổi bình thường không có bệnh lý gì đặc biệt thì chúng ta sẽ cài cái thể tích khí lưu thông là 418 tức là 8 lít và ký là 418 ml à, tôi lấy dụ thứ hai là một à, nam thanh niên à, cao 1m75 bây giờ vô nhập viện với một tình trạng là phù phổi sau khi ngạt nước thì đây là chiều cao 1m75 và phía bên Nam à, phía bên Nam thì chúng ta sẽ coi cái cái, cái Thể tích kí lô thông là 6 lít ký đó là 424 uh, ml và chúng ta sẽ cài đặt cho bệnh nhân đó. Thì đây là một cái cách là để chúng ta uh, áp dụng mà những cái máy mà cổ điển không có tính cân nặng uh, lý tưởng thôi. Cái thông số kế tiếp mà các bạn cần phải biết đó là thông khí phúc Thì uh, đối với thông khí phút thì các bạn biết là cái công thức tính thông khí phút là bằng tần số nhân cho thể tích khí lưu thông tôi lấy ví dụ như các bạn đang áp dụng cho một bệnh nhân có tần số thở là 15 lần một phút và thể tích lưu thông là 500 ml à, hay là 0,5 lít thì chúng ta sẽ có thể tích phút là 15 nhân 0,5 tức là 7,5 lít một phút có nghĩa là có nghĩa là sao tức là mỗi nhịp thở thì máy sẽ cung cấp cho bệnh nhân 0,5 lít mà trong một phút thì bệnh nhân sẽ được nhận 15 nhịp thở do đó trong cả một phút thì bệnh nhân sẽ nhận được là 7,5 lít một phút thì đó là cái À, thông số gọi là thông khí phúc à, Một thông số khác cũng rất là quan trọng Đối với cài đặt máy thở đó là áp lực dương cứ khi thở ra Hay chúng ta thường hay gọi là pip. Thì à, như các anh chị biết là đối với người bình thường Thì chúng ta hít vào rồi chúng ta thở ra Thì do cái thanh môn chúng ta còn nguyên vẹn Cho nên nó sẽ giữ một cái thể tích khí ở trong phổi Nó gọi là dung tích cận chức năng Tuy nhiên đối với người bệnh Nếu mà chúng ta đặt nó khí quản rồi đó thì khi mà thở ra nếu mà chúng ta để người bệnh thở ra bằng áp lực khí trời thì sẽ có một phần cái nhu mô phổi nó sẽ bị xẹp lại. Do đó chúng ta phải giữ cái áp lực ở đường cuối kỳ thở ra đó nó phải cao hơn áp lực khí trời thì để giữ thể, thể tích dung tích cận chức năng nó như là một cái người bình thường. Như vậy thì cái bíp gọi là sinh lý đó ở trẻ em thì thường thường là khoảng 4 đến 5 cm nước. Còn cái bếp sinh lý người lớn là 5 cm nước. À, đối với một số tình trạng đặc biệt, chẳng hạn như những người bệnh bị ARDS, tức là bị hội chứng nguy kịch hô hấp cấp, thì đôi khi bếp cài đặt rất là cao, từ 10 đến 20 cm nước à, để giữ cái phổi bệnh nhân không bị xẹp. Thì cái à, à, sau này thì chúng tôi sẽ bàn kỹ hơn về cái cài đặt cái áp lực dương cứu gì thở ra, tức là bếp đó ở trong những một số cái bệnh lý khác nhau thì cài đặt như thế nào. Một thông số cũng rất là quan trọng đó là cái độ nhạy kích hoạt hay à, cái từ mà các bác sĩ thường trao đổi nhau đó là trigger. Thì cái trigger là gì? Trigger là một cái cách thức mà để máy thở nhận biết đúng cái thời điểm mà bệnh nhân à, có cái nhịp tự thở để máy thở nó sẽ cung cấp nhịp thở cho phù hợp với bệnh nhân. Tôi lấy ví dụ như thế này. Đây là một cái chu kỳ thở của một người bình thường. Thì khi hít vào à, đến cuối thì hít vào rồi đây là cuối kỳ ra Giả sử ở cuối kỳ ra đây là 4 giây Kể từ khi hít vào là một chu kỳ thở là 4 giây Nhưng mà ở lúc 3 giây rưỡi Bệnh nhân có một cái nhịp hít vào Thì khi bệnh nhân hít vào đó Sẽ tạo cái áp lực âm Ở trong cái bộ dây máy thở à, Thí dụ như bệnh nhân tạo được áp lực âm Là âm 3cm nước Mà lúc đó cái độ nhảy kích hoạt chúng ta đặt là âm 2cm nước Như vậy thì cái lực hít của bệnh nhân Nó mạnh hơn cái độ nhảy mạnh hơn cái ngưỡng chúng ta cài đặt. Vậy thì máy thở sẽ biết là ở thời điểm này bệnh nhân có hít và máy thở sẽ cung cấp cái nhịp thở đúng ngay cái thời điểm bệnh nhân hít để cho giữa bệnh nhân và máy thở nó sẽ đồng bộ hơn. Như vậy thì đối với một máy thở bình thường á, chúng ta biết là sẽ có hai loại trigger, một loại là trigger theo kiểu áp lực và một loại là trigger theo kiểu lưu lượng. Thì cái kiểu trigger mà theo kiểu áp lực đó thường thường sẽ được cài đặt khoảng là trừ 1 đến trừ 2 cm nước còn đối với cơ lưu lượng thì chúng ta sẽ thường cài đặt ở mức là từ 1 đến 3 lít trên phút à, đối với người lớn à, cái à, thông số mà kế tiếp mà chúng tôi đưa vào đây là thông số là cái dạng lưu lượng của một cái nhịp thở thì như các bạn biết là khi chúng ta cho bệnh nhân thở kiểu thở à, thể tích tức là volume control thì nó sẽ có hai dạng lưu lượng, một dạng gọi là lưu lượng vuông hay là lưu lượng hình chữ nhật. Thì lưu lượng này nó hằng định suốt trong thời kỳ hít vào và một dạng là lưu lượng giảm tức là lưu lượng ram, là kiểu giảm. Thì nói chung thì đây là một cái à, à, thông số mà tương đối là khó hiểu à, bên phía điều dưỡng chúng ta. Như vậy thì thông thường đó thì ở trên lâm sàng thường là bác sĩ sẽ cài theo kiểu lưu lượng vuông, tức là lưu lượng mà nó hằng định trong suốt thời kỳ hít vào. À, tức là cái tốc độ máy nó bơm khí vào phổi bệnh nhân á, nó sẽ đều đặn từ đầu thì hít vào thì đến cuối thì hít vào thì đó gọi là kiểu lưu lượng hằng định thì à, các bạn điều dưỡng có thể là hiểu thêm cái này một ít kiến thức về cái này thôi thì thông thường trên lâm sàng thì các bác sĩ sẽ cài đặt cái tốc độ lưu lượng này làm sao cho để đạt được cái thời gian tỷ lệ trên e này nè là nó là một trên 2 là là vừa phải như vậy thì à, vừa rồi thì tôi đã nói cho các bạn biết các cái thông số cơ bản của một cái nhịp thở thì đây là cái màn hình cài đặt của cái kiểu thở gọi là kiểm soát thể tích hay chúng ta hay gọi là volume control đó thì ở đây chúng ta thấy ha những thông số mà chúng ta mới vừa nói xong cũng rất là quen thuộc thứ nhất là nồng độ oxy ở đây được cài là 4% chẳng hạn ở đây là VT tức là thể tích ký lưu thông là 120 ml ở đây là PiP tức là áp lực dương cuối thì thở ra là 5 cm nước à, đây là tần số à, là rate là 20 lần trong một phút đây là tỷ lệ y e trên e là tỷ lệ 1 trên 2 ở đây là Trigger hít vào đúng không ạ là đang hiện tại tại đang là cài đặt là 2 lít một phút thì đó là những cái thông số mà à, vừa rồi tôi đã trình bày cho các bạn về ứng dụng lâm sàng của cái kiểu thở gọi là kiểm soát thể tích đó, thì đây là kiểu thở rất là thường xuyên sử dụng hầu hết sử dụng ở các cái khoa hồi sức tích cực ở người lớn à, trong hầu hết các bệnh lý à, riêng về cái bệnh nhân mà nhi đó bệnh nhân trẻ em đó thì chúng tôi cũng ít khi sử dụng cái kiểu thở thể tích này à, thông thường là tôi tôi sẽ sử dụng cho những cái trẻ em mà à, tương đối lớn kiếm một chút tức là trên 10 kg và thông thường là áp dụng những cái người bệnh mà không có tổn thương phổi à, à, Chẳng hạn như đây là một cái y lệnh của một cái người bệnh à, Đây là tôi lấy ví dụ như một cái à, Bệnh nhân nữ 30 tuổi à, Chiều cao là 1m58 à, Tính ra cân nặng lý tưởng là 50kg Thì cái người bệnh này là bị ngộ độc thuốc an thần không có tổn thương nhu mô phổi gì cả Thì khi đó thì bác sĩ sẽ cài đặt các thông số Ở trên lâm sàn như, như sau đây À, bệnh nhân sẽ được thở mốt kiểm soát thể tích à, bệnh nhân thở mốt kiểm soát là bởi vì à, bệnh nhân ngưng thở hoàn toàn là do ngộ độc thuốc an thần ha. À, thứ hai là chúng ta cài đặt cái nồng độ oxy khoảng 40% là bởi vì bệnh nhân không có tổn thương như mô phổi cho nên nồng độ oxy chỉ cần khoảng 30-40% đã đủ à, Thứ ba là chúng ta sẽ cài đặt tần số là 15 lần một phút tức là đây là tần số bình thường của một người lớn bình thường à, Thứ tư là chúng ta cài đặt cái VT tức là thể tích khí lưu thông là 400ml nếu mà chúng ta tính ra theo kg cân nặng lý tưởng đó là khoảng chừng 80 lít một kg cân nặng lý tưởng à, thứ tư là chúng ta sẽ cài đặt cái tỷ lệ y trên e. ở đây là tỷ lệ y trên e là đối với người bình thường là tỷ lệ y trên e là 1 trên 2 à, chúng ta cài đặt pip của người bình thường là 5 máy nước và chúng ta cài đặt trigger tức là cái mức độ nhảy kích hoạt là 2 lít một phút cũng là thông số rất là bình thường thì à, trên đây là một cái cài đặt thông số cho một người À, bệnh nhân mà không tổn thương phổi các thông số này là thông số hầu như là bình thường hết à. rồi sau khi cài đặt cái à, thông số thở máy như vậy đó thì các bạn à, sẽ qua à, các thông số mà chúng ta thường để theo dõi bệnh nhân là như thế nào thì về các thông số theo dõi đó thì à, mỗi cái máy thở nó sẽ có à, những cái kiểu những thông số theo dõi khác nhau à, nhưng mà tụ trung lại chúng ta sẽ theo dõi những thông số mà nó hết sức là quan trọng đối với bệnh nhân. thì ở đây chúng tôi xin à, trình bày một cái màn hình của một cái máy thở đang sử dụng cho bệnh nhân và chúng ta sẽ thấy những thông số mà chúng ta à, theo dõi là những thông số ở đây. thì à, các thông số theo dõi đó có thể là bao gồm thông số gì? thông số nồng độ oxy khí hít vào. À, tôi lấy ví dụ như trong trường hợp này chúng ta đang cài đặt À, nồng độ co là 60% thì máy thở nó đo đạt được nồng độ co là 59%, tức là cái thông số này nó có một sự khác biệt nhỏ giữa cái thông số cài đặt và thông số thực sự bệnh nhân đang nhận ha. À, à, thứ hai là áp lực đỉnh của đường thở, tức là khi mà máy thở bóp vào phổi bệnh nhân á, thì cái áp lực mà cao nhất à, nó à, ở cuối thì hít vào là bao nhiêu thì ở đây chúng ta thấy là à, với cái thể tích bơm vào phổi bệnh nhân là như thế này thì áp lực đỉnh đường thở sẽ là 16 cm nước. Cái thông số thứ ba là thông số pip tức là áp lực dương cuối kỳ thở ra. thì như các bạn biết hồi nãy đó thì chúng ta đang đặt bếp thí dụ là đang là 4 cm nước nè, thì cái piết à, cuối kỳ thở ra đang là ở đây, à, thì có một sự chênh lệch nhỏ. Rồi, à, chẳng hạn như là thể tích khí lưu thông thở ra là sao? Các bạn cần phải lưu ý chỗ này, đây là thể tích khí lưu thông hít vào, tức là chúng ta cài đặt cho máy thở là 475 ml. Còn đây là thể tích khí lưu thông thở ra, tức là máy thở đo đạc cái thể tích khí từ phổi bệnh nhân mà à, đi ra ở trong thì thở ra đó. Thì thông thường cái thể tích khí lưu thông thở ra này nó sẽ nhỏ hơn một chút xíu so với thể tích khí lưu thông hít vào là do thất thoát à, qua đường thở qua ống nội khí quản ha là ống là khí quản có bóng chèn mà nếu chúng ta bơm bóng chèn mà không có kính thì nó có thể thất thoát một chút ít cho nên thể tích khí lô thông thở ra thì thông thường sẽ thấp hơn à, thể tích khí lô thông hít vào à, đây là cái thể tích phúc à, như hồi nãy đã nói rồi thì thể tích phúc hay là thông khí phúc đó sẽ tính bằng cái thể, thể tích khí lô thông nhân tần số thở thì ở đây chúng ta thấy là thể tích phúc đây là 7,4 à, à, lít trên phút À, nếu mà chúng ta nhân cái này à, cho tần số thở thì nó ra cũng à, tương đương với thể tích phút mà máy thở đo đạt được. Và cuối cùng là cái tần số thở là đây. Chúng ta cài đặt tần số thở ở đây là 16 và máy đo được tần số thở 16. Khi mà tần số thở đo được mà nó bằng tần số thở mà cài đặt thì điều đó à, gần như có nghĩa là bệnh nhân hầu như là không có tự thở thì nó mới bằng. Còn đa số các trường hợp khác khi bệnh nhân có tự thở thì cái tần số thở đo được đó nó sẽ cao hơn từng số thở mà chúng ta cài đặt. thì đó là một số cái thông số mà theo dõi cơ bản. ha, rồi chúng ta sẽ đi qua các thông số báo động. thì à, mục tiêu của thông số báo động để làm gì? mục tiêu thông số đoạn động là chúng ta sẽ cài đặt những cái giới hạn báo động à, ở phía trên hoặc là phía trên và phía dưới để khi mà những thông số mà nó đo, đo đạt được từ bệnh nhân đó mà vượt ra ngoài khỏi giới hạn đó, thì máy thở sẽ báo chúng ta biết cái tình trạng nguy hiểm của bệnh nhân. Thì mỗi cái máy thở sẽ có những cái thông số báo động khác nhau à, Tuy nhiên thì đây là một cái à, à, thông số báo động của một cái máy thở Chẳng hạn như chúng ta thấy là áp lực đỉnh nha. Áp lực đỉnh thì nó có giới hạn dưới và giới hạn trên à, Chẳng hạn như ở đây chúng ta nhìn thấy là áp lực đỉnh tức là peak pressure đó à, Thì à, giới hạn à, dưới chúng ta đang cài đặt là 10cm nước Và giới hạn trên chúng ta đang cài đặt là 40cm nước Và cái trị số 28 này nè là chỉ số mà hiện tại bệnh nhân đang có. Đó, đó là cái hạn dưới trên. Như vậy thì đối với áp lực đỉnh đường thở này, khi nào nó báo động? Khi mà áp lực đỉnh đường thở cao hơn là 40 hoặc là thấp hơn là 10 thì máy thở sẽ báo động cho chúng ta biết. À, chúng tôi sẽ có một bài à, nói về báo động riêng và à, chúng ta sẽ nói bàn rất là kỹ về cách cái cài đặt các thông số báo động này bây giờ chúng tôi xin nói về một số cái chức năng khác của máy thở như các bạn biết thì ngoài cái chuyện hồi nãy giờ chúng ta nói là các thông số để mà cài đặt các thông số để mà theo dõi và các thông số báo động đó thì một số máy thở sẽ có một số chức năng khác à, giúp cho cái người sử dụng à, à, đạt được những cái à, mục tiêu khác à, thứ nhất là các bạn nhìn vô màn hình ở đây thì chúng ta thấy ở cái máy thở này nó có một số cái kiếm chức năng sau đây phím thứ nhất là phím à, các bạn thấy có hình cái khóa đó tức là khóa màn hình thì như các bạn biết cái màn hình của cái máy thở đó là màn hình à, gọi là à, cảm ứng tức là chúng ta chạm tay vào thì nó sẽ à, có thể là điều khiển được những thông số trên đó à, tuy nhiên nếu mà chúng ta dùng cái tính năng mà khóa màn hình đó, thì khi chúng ta chạm tay vào màn hình thì nó không còn tính năng cảm ứng nữa thì cái áp dụng của cái khóa màn hình là khi nào ở trong hai trường hợp, trường hợp thứ nhất là khi chúng ta muốn vệ sinh cái màn hình, tức là chúng ta bấm cái màn hình cho nó khóa lại, rồi chúng ta có thể dùng những cái gạt tẩm anh uh, con để chúng ta lau sạch cái màn hình nếu mà, mà mình có bụi. Trường hợp thứ hai là chúng ta khóa màn hình khi mà chúng ta cho cái người thân nhân vào thăm người bệnh nhân, thì để tránh cho cái người thân nhân đó có thể chạm vào màn hình, nó sẽ làm thay đổi những thông số uh, gây ra cái nguy hiểm cho bệnh nhân, thì chúng ta khóa màn hình lại. Cái phím thứ hai là cái phím, các anh chị thấy là cái phím gọi là camera, tức là nó sẽ chụp cái màn hình. Thì đôi khi ở trên cái biểu đồ dạng sống hoặc trên những cái uh, hình ảnh ở trên màn hình đó, có những cái hình mà chúng ta muốn lưu lại, thì chúng ta sẽ bấm vào cái chụp màn hình. Và cái chụp màn hình này nó sẽ uh, có thể lưu lại và có thể chuyển uh, ra bên ngoài để uh, lưu bằng cái file hình ảnh. Uh, cái phím thứ ba là phím tăng nồng độ oxy thì cái phím tăng nồng độ oxy này thường thường là áp dụng trong trường hợp nào trong trường hợp mà thí dụ như bệnh nhân à, chuẩn bị hút đàm đi thì chúng ta sẽ tăng nồng độ oxy lên à, để cho cái độ bảo quả oxy bệnh nhân cao nhất rồi chúng ta tháo tách bệnh nhân khỏi máy thở chúng ta hút đàm thì à, cái à, à, độ bảo quả oxy bệnh nhân không bị tuột giảm xuống cái mức nguy hiểm thì đây là cái à, cái phím mà người điều dưỡng chúng ta rất là thường xuyên sử dụng cái phím kế tiếp là cái phím à, tắt báo động thì chúng ta biết là à, khi mà ở trong khoa chúng ta đã có một cái máy thở báo động thì nó sẽ phát ra cái hình ảnh à, cái đèn à, chớp tắt và cái tiếng âm thanh báo động à, nếu mà cái tiếng âm thanh báo động đó gây phiền à, hà cho những cái người bệnh xung quanh hoặc là gây à, cho cái âm thanh trong khoa nó rất là ồn ào đó thì chúng ta có thể tắt tạm thời cái âm thanh báo động À, trong vòng 2 phút thì các anh chị sẽ nhấn cái phím này. Và khi đó thì cái âm thanh báo động nó sẽ tạm thời ngưng trong vòng 2 phút. Nếu mà sau 2 phút mà cái tình trạng báo động vẫn còn thì nó sẽ phát lại tiếp tục. Vậy đó là gọi là phím uh, Silent, tức là tắt tạm thời báo động âm thanh. Ngoài ra thì trên màn hình máy thở thì còn, cũng còn có một số cái uh, phím chức năng khác. Chẳng hạn như ở đây, chúng ta thấy là có một cái uh, chức năng gọi là uh, Manual Bridge thì cái phím này á, là để tạo cái nhịp thở bằng tay à, thường thường cái áp dụng cái phím này ở trong cái tình huống là à, chúng ta hồi sức ngưng thở ngưng tim mà chúng ta vẫn để gắn bệnh nhân trên máy thở thì một người sẽ à, so bóp tim với cái tần số là 15 lần sau đó là chúng ta cung cấp hai nhịp thở bằng tay ở đây À, thì cái phím này rất là hữu ích ở trong trường hợp đó Chúng ta không cần phải tháo bệnh nhân khỏi máy thở Chúng ta không cần phải à, có một người thứ hai để bóp bóng à, giúp thở Đó là cái phím gọi là Manual Brick Cái phím này là cái phím suction, Tức là cái phím này thì khi à, chúng ta chuẩn bị hút đàm bệnh nhân Thì chúng ta sẽ bấm cái phím suction Và khi chúng ta tháo bệnh nhân khỏi máy thở Thì máy thở sẽ không có báo động Và trong cái trường hợp đó chúng ta có thể hút đàm bệnh nhân à, à, Mà... À, không có báo động và khi chúng ta kết nối bệnh nhân quay trở lại máy thở thì máy thở sẽ tiếp tục à, giúp thở bệnh nhân với cái à, thông số thở máy như cũ. Ngoài ra thì à, có hai cái phím gọi là ngưng thì hít vào và ngưng thì nó ra là để các bác sĩ đo đạt các thông số cơ học phổi thì cái này nó à, hơi cao so với kiến thức của điều dưỡng cho nên là à, các bạn chỉ cần biết là đây là hai cái phím đó thôi. À, chúng tôi đã nói xong các cái tính năng À, của một cái máy thở nói chung, thì như vậy thì à, tóm lại các bạn qua bài này thì các bạn cũng biết à, một máy thở có thể à, có những cái phím để cài đặt thông số mà bác sĩ mong muốn cài đặt cho bệnh nhân, à, những cái phím à, theo dõi những cái à, thông số để theo dõi bệnh nhân trong quá trình thở máy, à, những cái thông số để à, cài đặt báo động à, cho những cái tình huống mà diễn tiến xấu của bệnh nhân và những cái phím chức năng để giúp cho cái người điều khiển máy thở có thể thêm một số cái cái à, à, thông số để mà biết thêm của bệnh nhân. Thì à, cái bài hôm nay đến đây là hết. Thì à, nếu các bạn có thắc mắc gì thì xin các bạn comment ở phía dưới cái à, video clip này thì chúng tôi sẽ giải đáp thêm cho các bạn. À, xin chào các bạn.